Bộ mặt thật của bố. Alo con Nụ à, hôm nay vẫn đi thể dục chứ? À, hôm nay em thấy hơi bị đau lưng, hay là nay nghỉ một hôm hả chị? Ôi trời ơi, thể dục mà phải điều đặn chứ, hơi mệt mà đã nghỉ thì có khi lại càng mệt hơn á. Thôi cứ tập hen, ra ngoài có khi thoáng mát lại khỏe người ra đấy. Dạ vâng ạ. Vậy hẹn nhau 4 giờ rưỡi ha chị ha. Ừ thế hen. Đó thấy chưa, tôi đã bảo mà, ra ngoài thấy thoải mái hơn hẳn hen. Dạ cũng thoải mái chị à, em thấy khỏe hẳn ra đó. Mà nè, cô ở mình vậy có thấy buồn hay không? Hai đứa con trên thành phố cả, sao không lên ở với chúng nó cho vui? Dạ, chúng lớn hết rồi, cũng có cuộc sống riêng của mình chị à. Có khi mình ở cùng bọn chúng lại thấy bất tiện hơn á. Thôi giờ em cũng còn khỏe mạnh thì cứ hẳn tạm như vậy chị à. Hay, không cô tìm lấy một người mà bầu bạn tuổi già đi. Chứ chú mất cũng lâu rồi, mình cô lủi thủi nuôi hai con, chúng giờ đều trưởng thành hết, thành đạt cả rồi. Sớm hôm gió mấy mà lại một mình biết làm sao. Dạ, cảm ơn bác đã quan tâm, nhưng hiện tại em cũng không nghĩ đến điều đó. Mấy chục năm nay em đã một mình nuôi lũ trẻ cũng trải qua nhiều rồi, sống trong cảnh quạnh quẻ thành quen thói chị à. Chết, tôi quên mất phải về đón cháu rồi. Giờ này chắc là nó đã tan học rồi á. Thôi tôi xin phép tôi về trước hen. Dạ vâng ạ. Bác nhanh chân kẻo cháu nó chờ tội nghiệp. Alo, mẹ đây. Mẹ ơi. Được rồi, để mẹ gọi lại sau ha. Tôi có thể giúp gì được không? Nhìn chân của cô có vẻ đau. Dạ thôi, không cần đâu anh, cảm ơn anh. Thôi, để tôi dìu đi, nhìn cô vất vả quá. Ra ghế đá kia ngồi, có gì tôi đi mua bông băng sơ cứu qua rồi đến bác sĩ ha. Dạ vậy làm phiền anh ạ. Cũng tạm ổn rồi đó, giờ cô đến bác sĩ, họ nắn lại và kê thuốc cho, có khi mấy hôm lại có thể tập luyện thể dục được rồi đấy chứ. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Hôm nay may quá, gặp được người tốt và nhiệt tình như anh. Thế nhà cô ở đâu? Có gần đây không? Hay à, gọi người nhà đến đón? Chứ chân như thế này thì đi bộ về làm sao? Dạ, thôi khỏi cần ạ. Không mang điện thoại thì lấy điện thoại của tôi đây, đọc số để tôi gọi cho. Dạ, các con em đều làm ăn ở xa hết, chỉ có mình em ở nhà thôi à. Thôi à, thế tôi dìu ra ngoài kia rồi tôi chở về, đừng có ngại, tôi cũng rảnh mà. Dạ, em cảm ơn nhiều. Mấy hôm sau. Thôi, tôi đi trước hang. Anh Huân à, sao anh biết hôm nay em cũng đi tập thể dục mà ra đây chứ? Anh cũng không biết nữa. Anh nghĩ là có em đến. Và quả thật, em đến thật. Có lẽ là linh cảm của anh đúng chăng? Thế nào rồi? Em thấy ấm hơn chưa? Trời trở lạnh rồi mà em ăn mặc phong phanh thế. Ngoài này cơn hồ gió lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh tinh ý quá. Đã lâu rồi mới có một người chăm sóc em từng chút một đến như vậy. Nụ à, vợ anh cũng mất một thời gian rồi. Các con anh cũng đã lớn và có cuộc sống riêng. Nếu em không chê thì chúng ta dọn về một nhà có người bầu bạn tâm sự. Chúng mình cũng chẳng còn trẻ nữa, cùng chăm sóc quan tâm nhau tuổi xế chiều, có được không em? Anh Huân à, thực ra thì trước đây em không bao giờ nghĩ là sẽ đi thêm bước nữa đâu. Cuộc sống chỉ được sống một lần thôi em,
Tại sao mình không vượt qua giới hạn mà mình đặt ra trước đó để được sống, được hưởng hạnh phúc chứ? Đặc biệt là em xứng đáng có được hạnh phúc và yêu thương. Anh cho em suy nghĩ một thời gian nha. Được, em cứ từ từ suy nghĩ, không cần phải vội. Anh đợi, bao lâu anh cũng đợi được. Ngọc à, Hùng à, đây là bác Huân, người mà mẹ đã từng nói chuyện qua với hai con đó. Dạ, cháu chào bác ạ. Dạ, cháu chào bác ạ. Mẹ à, thực ra tuổi này rồi, bà mẹ còn muốn đi bước nữa làm gì, cho thêm phiền phức ra. Chúng con có để mẹ phải thiếu thốn gì đâu. Nếu mẹ buồn, thì mẹ có thể bảo để chúng con đón mẹ lên thành phố ở với chúng con luôn. Chứ mẹ cũng có tuổi rồi. Cưới xin tầm đầy, quả thật chúng con cũng thấy ngại với hàng xóm láng giềng lắm mẹ à. Các con nói vậy là sao? Mấy hôm trước các con vẫn còn vui vẻ và vung vào chuyện của mẹ và bác Huân mà. Thì trước đây là như vậy, nhưng chúng con nghĩ lại rồi mẹ à. Rất nhiều người đã phải thất vọng khi bước thêm bước nữa đó. Các cháu à, bác cũng tin là các cháu cũng lớn, cũng hiểu cho nỗi lòng của bác, của mẹ các cháu. Quả thật già rồi chả mong gì, chỉ mong khỏe mạnh và có người bầu bạn sẽ chia cho đỡ buồn thôi. Quan điểm của chúng con trước sau như vậy. Mẹ à, chúng con xin phép đi đi. Trời ơi. Ôi nào em, chúng thật ích kỷ, chỉ biết đến bản thân. Đã thế, em hãy sống cho bản thân em đi. Nếu mẹ muốn đi bước nữa, thì mẹ chuyển toàn bộ quyền thừa kế hai căn hộ cùng những tài sản có giá trị cho chúng con đi. Chúng con sẽ không ngăn cản quyết định của mẹ đâu. Hóa ra, trời ơi, không thể ngờ được là những đứa con của mình rách ruột đẻ ra, để rồi sau cùng chúng cũng chỉ vì tiền mà thôi. Chúng nào có nghĩ gì đến hạnh phúc và tuổi hận của mình đâu chứ. Thôi đã vậy, mình cũng sẽ chiều theo bọn chúng. Giờ từ đây mình sẽ sống cho chính bản thân của mình. Thế nào rồi em? Các con đã thoải mái hơn chưa? Em đã thuyết phục được các con đồng ý chuyện của chúng ta chưa? Các con của em đồng ý rồi, nhưng với một điều kiện là em phải chuyển nhượng toàn bộ hai căn nhà và tài sản có giá trị lại cho chúng nó. Trời ơi, sao lại có chuyện đó được cơ chứ? Anh đừng có lo lắng, điều kiện đó chỉ có tác dụng khi em có chuyện không may, vì nó nằm trong bản di chúc. Còn hiện tại, em và anh vẫn có thể sống vui vẻ và cùng chăm sóc nhau trong ngôi nhà đó. Em biết là anh chả cần tiền bạc cái gì cả, cho nên chắc anh sẽ hiểu quyết định của em. Thế em đã lập di chúc chuyển hết tài sản cho chúng nó chưa? Dạ rồi ạ. Giờ đây em chẳng có gì cả, em có thể tự do bên anh. Thế là hết, bên nhau làm gì nữa? Tôi thiết nghĩ cũng chẳng cần cuộc hôn nhân nào nữa đâu. Anh nói vậy có nghĩa là sao? Cô lập di chúc như vậy có thấy thiệt thòi cho tôi quá không? Tôi chui đầu về đây lo cho thân già của cô, suốt cuộc cô chết tôi chẳng có gì là sao? Có công bằng cho tôi hay không? Chuyện kết hôn để tôi tính lại. Anh Huân à, em thật không ngờ, thế hóa ra từ trước đến bây giờ anh đối tốt với em chỉ là vì tài sản của em thôi hay sao? Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó hết chứ em. Tôi cất công chăm sóc yêu thương em thì tôi phải được trả công xứng đáng chứ. Có ai đời đen như tôi không? Vở kịch chưa đến hồi kết mà đã phải bỏ dở vai vì quyết định ngu ngốc của em rồi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ chẳng còn mặt mũi nào mà gặp các con nữa. Mẹ à, thực ra là chúng con đã vô tình phát hiện ra một sự thật.
anh đã về rồi à? Hôm nay thế nào rồi hả anh? Sắp thành công rồi, cá chuẩn bị xa lưới rồi, chịu khó độ dăm bữa nửa tháng nữa. Khi nào cô ta đăng ký kết hôn xong, chúng ta quăng một mẻ lưới lớn rồi cao chạy xa bay thôi. Ông ta thật là đê tiện. Mẹ à, chúng con xin lỗi mẹ. Bất đắc dĩ, chúng con mới phải làm mẹ đau lòng như vậy. Không đâu, mẹ không giận các con đâu. Mẹ phải cảm ơn các con ấy chứ. Vì chuyện phân chia tài sản kia mà rõ được bộ mặt thật của người đàn ông ấy. Mẹ thật là dại dột. Đến tuổi này rồi mà còn mù quáng để bị lừa như thế này. Mẹ à, cũng là do chúng con cứ tưởng sẽ gửi về cho mẹ thật nhiều thuốc bổ, nhiều tiền để mẹ chi tiêu là tốt, mà không biết rằng mẹ cô đơn biết bao. Mẹ cũng cần một người để bầu bạn và tâm tình. Suốt cuộc đời này, chúng con chỉ mong mẹ được mạnh khỏe, hạnh phúc. Cho nên mẹ à, nếu mẹ tìm được một người phù hợp, chúng con sẽ không bao giờ ngăn cản mẹ đâu ạ. Nhưng người ấy phải xứng đáng vì mẹ là người tuyệt vời của chúng con. Mẹ cảm ơn các con nhiều lắm. Sự tích mặt trăng. Ngày xưa ngày xưa, suốt hàng thế kỷ dài, thế gian chỉ luôn là ban ngày sáng rực. Con người không biết đến bóng đêm là gì. Thần mặt trời luôn tự hào vì soi sáng cho vạn vật, mà không biết rằng mọi sinh linh dưới mặt đất đang dần kiệt quệ. Trời cứ nắng chang chang mãi thế này thì sống sao nổi nữa đây. Kìa bác có sao không? Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước. Nước ư? Cả nhà mình cũng chỉ còn chỗ nước này cho lũ trẻ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ thì tôi có thể tiếp tục về nhà tiếp rồi. Đã nhiều ngày qua, giờ tôi mới có được hớp nước mát lành đến thế. Không có gì, nhưng trời cứ nắng gắt mãi, ngày qua ngày thế này, thì bác nên giữ sức, chứ sao lại cứ đi ròng rã vậy? Ngày đêm thì khác gì nhau đâu. Thôi thì tôi cố gắng trở về nhà bên vợ con, cầm cự qua ngày thôi. Chứ tôi đã đi khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống, mà chẳng chỗ nào khá hơn cả cô ạ. Có đi bốn phương tám hướng cũng không khá hơn ư? Cứ thế này không được rồi. Mùa hè oi bức lại sắp đến nữa. Làm sao mà sống nổi? Chỉ còn một cách thôi. Các con của mẹ, mẹ phải đi tìm thần mặt trời để xin ông ấy tắt bớt nắng và ban ít bóng đêm cho con người nghỉ ngơi một chút. Vì thế, mọi việc ở nhà các con hãy giúp mẹ. Anh em trông chừng lấy nhau được không? Vâng thưa mẹ, con sẽ chăm sóc em chu đáo. Gạo ở trong chum, lu nước cũng đã đầy. Sẽ đủ cho các con đến 15 ngày của tháng, nên đừng để khát quá. Mẹ sẽ về nhanh thôi. Còn bao xa nữa mới tới đây? Ủa, ai kia? Nhìn đôi môi khô khốc và làn da nứt nẻ của bà ấy kìa. Bà là ai vậy? Bà không biết đây là chân núi cắm lên nhà trời sao? Chân núi cắm lên nhà trời, may quá. Sao bà lại vui thế? Bà mà bị bắt gặp sẽ bị phạt đấy. Có bị phạt, tôi nhất định cũng sẽ phải lên gặp thần mặt trời cho bằng được. Tôi phải kể cho người hiểu nỗi khốn khổ ở dưới trần gian, khi mặt đất suốt ngày bị ánh sáng của người thiêu đốt. Với lại, tôi phải gặp được ngài để xin ngài ban cho ít bóng đêm. Không thì, các con của tôi cũng đến kiệt sức mà chết mất. Được rồi, nếu bà quyết tâm thế, thì tôi sẽ giúp bà đến được chỗ thần mặt trời. Hãy theo tôi. Người trần gian, sao ngươi dám to gan lên đất cấm của trời thế kia? Dạ, xin thần mặt trời lượng thứ. Tôi liều mạng đến đây chỉ vì không đành nhìn thế gian và các con của mình chết mòn trong đói khát. Tôi xin người hãy ban mưa, tắt bớt cái nắng và để thế gian vài giờ có bóng đêm để mọi người có giấc ngủ ngon ạ. Cả gan thay người trần mất thịt. Chẳng phải suốt ngàn năm qua các người dùng nắng và ánh sáng của ta để mưu sinh đó sao?
Giờ sao ngươi dám nói những lời như vậy? Bẩm thần mặt trời tối cao, đúng là chúng tôi cần ánh sáng cho công việc, nhưng những lúc nghỉ ngơi, ánh sáng khiến chúng tôi không chợp mắt được. Dần dần ai cũng tiều tụy, không còn khả năng làm việc nữa. Xin thần suy xét. Có chuyện đó sao? Ta không ngờ rằng lại có tình huống này. Nhưng không thể tắt nắng để bóng đêm tràn ngập thế gian được, vì ánh sáng sẽ xua đuổi tà ma quấy phá. Nếu bóng đêm ngự trị thì yêu ma sẽ lộng hành, con người lại càng gánh thêm phần khốn khổ. Thế này thì chúng thần biết phải làm sao ạ? Chỉ có một cách là trong bóng đêm phải có ánh sáng soi đường cho con người tránh quỷ dữ. Nhưng ai sẽ hy sinh thân mình để hóa thành nguồn ánh sáng đó đây? Xin thần hãy để tôi làm nguồn ánh sáng đó. Ngươi sẵn sàng thật không? Nhưng xin thần hãy cho tôi thêm một ngày để chia tay các con của mình. Được. Mẹ, mẹ về rồi. Con nhớ cách gieo mạ chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, tốt rồi. Con xong rồi, mẹ xem có đẹp không này? Con của mẹ khéo tay lắm, đẹp lắm. Mẹ ơi, nhờ có mẹ dạy dỗ mà chúng con mới làm được những việc có ích. Mẹ đừng bao giờ rời xa chúng con mẹ nhé. Ừ, mẹ sẽ luôn dõi theo các con của mẹ. Tạm biệt các con. Ngày hôm ấy là rằm tháng 8. Bóng đêm lần đầu bao phủ thế gian. Nhờ có bóng đêm, con người đã có thể nghỉ ngơi sau ngày dài làm lụng mệt mỏi. Mặt đất và cây cối nhờ đó cũng có sức sống trở lại. Vầng sáng tròn vành vạch với thứ ánh sáng dịu dàng trên trời được người đời gọi là mặt trăng. Mặt trăng được kết tinh từ tấm lòng người mẹ, luôn soi sáng dẫn lối cho các con thân yêu của mình. Ánh trăng tỏ nhất vào đêm 15-16 âm lịch, vì đó là ngày hẹn hội ngộ của mẹ con họ. Và cứ đến ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, những người con lại làm một cặp bánh để dâng lên mẹ. Đến nay, người đời gọi là bánh trung thu. Đứa trẻ của kỷ nguyên công nghệ. Ba mẹ ơi, cho con ra ngoài cho nhảy dây với các bạn nhé. Vào nhà đi con ơi. Ra ngoài kia trời nắng chang chang, rồi lại nghịch bẩn. Thôi ở nhà chơi iPad hay hơn này con. Con đi chơi một lúc thôi mà. Thôi thôi, ra ngoài sẽ khiến con bị mệt đấy. Ở nhà xem hoạt hình đi con. Mẹ ơi. Gì đó con? Để con giúp mẹ gặt củ nhé. Trời, con đừng có động vào. Con không biết làm đâu. Con ra ngoài chơi với bố đi. Bố ơi, bố đang làm gì đấy ạ? Ừ, bố đang làm việc tí. Thôi nào, đừng có nghịch giấy tờ của bố. Lẫn hết bây giờ. Con ra kia chơi đi này. Hai bố con, chuẩn bị ăn cơm thôi. Còn miếng cuối cùng thôi nè con. Há miệng nào, ngoan lắm. Nhìn nè anh, con ăn hết cả một cái bát đầy luôn nè. Giỏi không? Cũng nhờ cái iPad con mới ngoan thế đấy chứ. Công nhận, có nó được việc thật chứ chẳng đùa. Đến giờ đi ngủ bây giờ, chỉ cần bật cho con nghe mấy truyện cổ tích có sẵn trên mạng, một lúc là ngủ tích thò lò. Mình chẳng cần phải hát ru hát ri gì nữa cả, tiện ghê. Mà con gái mình bé thế này thôi mà am hiểu công nghệ lắm cơ. Hôm nọ sang nhà ngoại, con dạy ông bà cách dùng máy tính bảng đấy. Con chụp ảnh cho ông bà đầy hết cả bộ nhớ kia kìa. Mà mình có dạy cho con bao giờ đâu nhỉ? Cứ đưa cho chơi thế mà, lây hoay một lúc đã thấy dùng nhoay nháy như đúng rồi luôn. Nhanh lắm. Đấy là do con thừa hưởng gen thông minh của anh ấy mà. Anh ơi, anh ơi. Có việc gì hả em? Cô giáo chủ nhiệm con vừa gọi cho em đấy. Mời vợ chồng mình ngày mai đi họp phụ huynh kìa. Họp phụ huynh ư? Cả hai vợ chồng luôn sao? Chỉ một người đi là được rồi mà. Em cũng chả biết. Cô giáo bảo muốn mời cả hai vợ chồng đến luôn cơ. Thôi được rồi, mai vợ chồng mình cùng đến vậy. Vâng. Mời anh chị vào ạ. Vâng. Thật sự xin lỗi vì bắt anh chị phải đến tận đây. Không sao, việc liên quan đến tình hình học tập của con cái thì phụ huynh phải đến mà. Hôm nay, tôi mời cả bố và mẹ bé đến đây
là muốn anh đọc bài văn của con gái anh chị đợt kiểm tra vừa rồi. Bài văn ư? Đúng thế, bài văn này có đề bài là hãy viết về bạn thân thiết nhất của em. Anh chị xem đi. Bạn thân nhất của con là bạn iPad. Tuy đến trường con có rất nhiều bạn thân, nhưng về nhà, iPad vẫn là bạn thân nhất của con. iPad có nhiều trò chơi như trò con mèo, trò bắn bóng, trò kim cương, ca nhạc thiếu nhi và xem hoạt hình nữa. Không chỉ chơi, giờ ăn con cũng ăn cùng bạn iPad. Giờ ngủ, bạn iPad cũng ngủ cùng con. Nhưng mùa hè bố mẹ lo con bị mắng, mùa đông bố mẹ sợ con bị lạnh, rồi sợ con nghịch bẩn nữa, nên bố mẹ bảo ở nhà chơi iPad cho bố mẹ yên tâm. Nhưng con thích đến trường hơn ở nhà, vì đến trường con được chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, cá sấu lên bờ, vui lắm. Nghe cô hát và kể chuyện cũng hay hơn nghe iPad nữa. Anh chị thấy sao ạ? À, có lẽ chúng tôi cho bé chơi iPad hơi nhiều. Anh chị ạ, tuổi thơ của các con đẹp lắm. Thế giới bên ngoài còn nhiều điều tươi đẹp và mới mẻ đang chờ con khám phá. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên biến con trẻ thành các tín đồ của công nghệ. Đừng vùi lấp tuổi thơ con trong điện thoại và iPad. Hãy để con trẻ được tận hưởng niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ như thế hệ của chúng ta đã đi qua. Chẳng phải rất tươi đẹp hay sao ạ? Phải rồi. Em nhớ ngày xưa tụi mình long nhong ngoài đường, nào đi chơi bắn bi, thả diều, ô ăn quan, vui biết bao nhiêu, đội nắng, đội gió, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, mà có mấy khi ốm đau gì. Có lẽ mình đã bao bọc con quá mức rồi. Đúng thế, con sẽ không thể lớn lên với những ký ức tuổi thơ cô đơn và tẻ nhạt như thế được. Chúng ta đã sai rồi, phải thay đổi ngay thôi. Chúng tôi đã sai lầm trong cách nuôi dạy con rồi. Cũng may, cô giáo gọi chúng tôi tới đây để chúng tôi sớm nhận ra. Thật sự, cảm ơn cô nhiều lắm. Con này, ăn cơm xong con rủ chị Mun với anh Tèo ra sân mà chơi nha. Ngày mai cả nhà mình về thăm ngoại nhé. Mẹ sẽ dạy dâu tay cách trồng cây. Hoàng Hương, con thích trồng cây lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.